Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Tình hình của học trò Minh Tú hiện tại sau khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Mới đây, trên trang cá nhân của một người anh thân thiết với Châu Kim Sang đăng tải bài viết thông báo tình trạng sức khỏe của người em. Mọi người ơi, Sang đã vào phòng mổ vào lúc 8 giờ sáng. Bác sĩ nói khả năng mổ thành công là 60%. Cầu xin mọi người hãy cầu nguyện cho ca phẫu thuật của Châu Kim Sang được thành công. Theo đó, anh cho biết học trò Minh Tú được đưa vào phòng mổ sáng nay, khả năng thành công lên đến 60%. Được biết Châu Kim Sang mắc ung thư giai đoạn cuối, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trước đó, người quen của Kim Sang cho biết bệnh tình cô chuyển biến xấu. Xin hãy cứu giúp em, khối u của em vẫn còn, giờ xác định là khối u ác tính và được chẩn đoán là ung thư thời kỳ cuối, không còn khả năng phục hồi, không còn cứu chữa được nữa. Nhưng còn nước còn tát, gia đình Sang rất khó khăn, hiện tại chỉ biết nhờ PT giúp. Sang được chuyển từ phòng cấp cứu thở oxy sang phòng hồi sức tích cực khoa thần kinh. Giờ các bác sĩ theo dõi 24/24, không ai được vào, kể cả gia đình. PT xin phép một lần nữa được đứng ra kêu gọi giúp em, chỉ mong giúp em được chăm sóc, bớt đau đớn những ngày tháng cuối của cuộc đời.